Hôm nay chúng ta học từ osmolality và bạn Xuân Đài sẽ giải thích cho mọi người về ba triệu chứng liên quan tới osmolality, đó là khát nhiều, uống nhiều và đái nhiều hoặc là tiêu chảy. Rồi xin mời. Rồi, thank you. Đa số chúng ta cứ tưởng uống bia là tiêu chảy là do nước đá dơ, hoặc là bia của ngày hôm qua, hoặc là bia cũ. Thực tế không phải, là do osmolality. Rồi, cảm ơn bạn.